gà nướng lá chuối. Trời ơi, thôi chết bà rồi. Vậy được rồi. Kêu làm nhẹ nhẹ thôi, làm sa tế kiểu này hồi nghỉ ăn luôn. Cay hả? Sa tế về cho cay không đời. Tét vô. Không bỏ xả vô tao. Muối này gì? Xả gì? Xả sa tế, muối ớt. Để nó ấp xuống. Ô, tét vô gà. Chạy luôn. Ấp bệnh xóa. Ừ. Quá trời sa tế cay cái tay luôn á. Thấy thịt tét cho tết thôi. Tết với hai đùi nha. Rồi được rồi. Hai trái rồi đó nghe. Rồi. Rồi bây giờ cột lại hả? Để chân vô. Rất ngon. Anh lấy gì được lại nè. Rồi. Quấn lại, quấn lá chuối lại. Dạ. Kẽm cũng được. Kẽm không được. Lấy tàu kia cho em luôn đi. Cóp lại. Rồi thêm tàu nữa cho nó dày. Đúng cái giò này kìa. Đúng cái giò mấy nay nè. Kiếm kẽm đi. Ra cọp với chuối cũng được nữa. Nó đứt nhưng mà nó chín con gà. Đúng rồi chân. Rồi cọp ngang quá. Kẻ nó mới chắc nó mới nghe chứ. Dở dở rút. Nó mới giữ lại lá chuối nó ốp vô con gà nó. Rồi thôi thôi thôi, hồi nó không biết đường gỡ kẽm. Trời ơi, gỡ thì rồi. Cái kìm cắt ngang cũng được. Rồi. Rồi, thêm một bên kia nữa. Đó, chắc luôn. Rồi nó dĩ để lên đi. Rồi dĩ, dĩ đâu? Rồi giờ đây giờ mình đó, đó, đây, 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 đây. Để dĩ đúng không? Dĩ đây. Rồi than, than đỏ luôn. Ngồi cháy cái điện thoại bây giờ. Ôi trời. Rồi cạo than xong ra. Đây, lò lửa đang nóng luôn. Bây giờ nướng con gà. Rồi dừng đây đi chút xíu nữa, mở gà này quay tiếp. Giờ lọc gà lên đúng không? Ừ. Đó. Chút trái hết lớp lá chuối đó là nó chín gà. Hai lớp lá chuối lớp ngoài trái rồi, lớp trong nó sẽ nóng hay đúng không? Thôi để cái mẹ vậy. Thôi đem vô đi để hỏi nó chết đen. Nướng như vậy sao nướng? Rồi lọc gà lên, để đó chút xíu. Để lại đi anh. Sao để gì nướng mà. Để gì nướng. Bỏ gì nó lạnh, mới lạnh gì làm. Đó nó như cái nãy. Giờ đậy nắp, đậy 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 chảo rồi. Cho nó hầm. Kia nấy rồi. Nấu nữa chứ, anh để nấu gì nữa. Chờ chút xíu bây giờ ta coi kiểm tra. Than, than quá trời.
Đây còn con muốn lên lên nồi nè. Sao hay. Rồi dừng đây đi chút xíu nữa. Mở gà quay tiếp. Rồi bây giờ cháy hết lá chuối, cháy hết lá chuối rồi mới kiểm tra coi chín chưa đúng không? Nè. Đó, thịt dần thật luôn. Thật lên từ từ thó, ngon ghê không? Khoan chút nữa để trả lại cái nữa. Trả lại lớp nữa. Lớp dưới nãy giờ chắc thấy rồi. Không có lại cái rồi. Bên này cái nữa là xong á. Khoan chút xíu nữa mới khui hàng nha. Chút nữa. Rồi, đậy nắp lại đi. Đậy xong lại. Quyết đưa mẹ nấu cháo. Con gà, bây giờ mở con gà nha. Mở cái chì ra, cái kẽm ra. Từ từ ra thôi. Chưa trái tới lớp trong rồi đúng không? Chưa, lớp trong nó còn thấy ừ, trái ngoài. Lớp trong rồi. Trái lớp ngoài là vừa chín đúng không? Nước nào trái lớp ngoài là vừa chín. Tùy theo mình gói. Ở đây chắc rồi mình gói 2 lá. Mình gói 2 lá thì trái lớp ngoài mình là gói tới 4 lớp rồi. 4 lớp hả? Ờ, đó. Đó. Rồi bây giờ ngoài. Mình mới để ra ngoài. Mình hông lại cho nó vàng. Đúng rồi. Nước kìa, nước gà kìa. Ở trong thì nó ngon rồi nè. Đó. Nước gà. Rồi em cầm gà lên rồi anh ấy nè. Rồi. Đó. Thành phẩm đây, là con gà nướng lá chuối. Quá ngon. Sau khi nướng lá chuối xong, bây giờ sẽ quét thêm sa tế vô. Mật ong. Và mật ong vô nữa. Đó, để cho con gà nó có vị vàng thêm. Có màu. Đó. Dùng cái cây, cái sống của lá chuối đó nó quét. Cây quét là cây sống của cái lá chuối. Sống lưng của lá chuối. Qua tới quét lên rồi hông nó lại cho nó rút vô. Rồi, trở nó lại. Đây, ở một bụng, một lưng xong rồi, cái bụng nó cũng quét tiếp chứ không vậy. Để cứng đây. Quá rồi đã.
Cà tế nó rớt á. Rồi chuẩn bị là em lên nè. Quên bét hai cái giò nữa. Bét thêm hai cái giò luôn. Live stream hay là anh quay thôi? Quay thôi. À đừng live stream đi. Kia khô chưa? Quá ngon. Thịt lên nha. Thịt gà nè. Quá ngon. Đầu gà nè. Ai khoái con câu gà không? Dựng đứng. Rồi bên này. Chân gà bên này. Cổ gà, ai thích ăn cổ gà? Có cây gì đập đá không? Đập hả? Ừ. Cây cái của mình á, cây ừ. Nóc á. Đâu? Ở trong rộng á. Ủa nó chưa đập nữa hả? Không, nè. Đếm gì? Ai đếm gì? Rồi, không phải lần nữa. Vậy là chín rồi á. Cay không đây? Rồi, kết thúc video đây luôn ha. À. Cà cà cà. Video nướng gà bằng lá chuối. Kết thúc ở đây. Hẹn lại video tiếp theo.